Tôi đang mong muốn rằng là mình có một nghề nghiệp thật là tốt trong tương lai. Tôi cũng mong muốn có cơ hội học tập, trải nghiệm ở một môi trường đa văn hóa để phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp. Xin chào, tôi là Thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về Singapore, và hôm nay tôi có mặt ở đây để giới thiệu tới các em một cơ hội học tập tuyệt vời tại Đại học James Cook Singapore, một ngôi trường hàng đầu tại Singapore, là ngôi trường duy nhất được nhận chứng chỉ EduTech Star của chính phủ Singapore trao tặng. Các khóa học thạc sĩ tại Đại học James Cook Singapore chỉ kéo dài 1 năm, giúp các em có được tấm bằng thạc sĩ chuẩn Úc để các em có cơ hội làm việc trong các công ty liên doanh và nước ngoài với mức lương cao và cơ hội thăng tiến tốt. Xin mời các em click vào đường link liên kết tới video này và tham dự hội thảo cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các em tại hội thảo du học này.